ngày 13 tháng 10, UBND xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khởi công xây dựng cầu nông thôn mang tên anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy tại ấp Hậu Thành, gần nơi ông Bảy đang an nghỉ. Cầu Nguyễn Văn Bảy được xây tại vị trí một chiếc cầu xuống cấp. Cầu có chiều dài gần 30m, mặt rộng 3,5m, thiết kế bê tông cốt thép, tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng. Trong đó, quỹ hy vọng của tập đoàn FPT hỗ trợ 300 triệu đồng, ngân sách Ủy ban Nhân dân huyện Lai Vung đối ứng 30%, tương đương với 144 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy và người dân đóng góp cùng ngày công lao động. Cầu Nguyễn Văn Bảy dự kiến sẽ hoàn thành trong 80 ngày, đúng vào ngày mất thứ 100 của ông Bảy. Công trình thể hiện tấm lòng tri ân, những đóng góp to lớn của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.